Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình có về được một chiếc Maurice Lacroix khá là đẹp trong tầm tiền để cho anh em có thể chơi. Đây là một chiếc Maurice Lacroix Chronograph và nó có mức giá rất là phù hợp với cái thương hiệu cũng như là với cái thị trường hiện nay. Mình sẽ mở hộp ra để cùng show cho anh em cái mẫu này. Và đây chính là chiếc Maurice Lacroix Chronograph thuộc dòng Les Classic mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em. Đây là một chiếc có mặt dial theo mình đánh giá là nó khá là đẹp và thu hút. Với một chiếc chronograph thì thực sự là nhiều khi là chúng ta sẽ thấy là một chiếc đồng hồ với cái thân nó hơi bị thô một chút. Tuy nhiên Maurice Lacroix đã khéo léo kết hợp giữa cái dòng Les Classic với cái bộ thân phải nói là rất là uyển chuyển của chiếc này, với một cái tính năng mà thể thao mà trên những cái dòng sản phẩm mà có thể nói là nó mang tính thể thao hơn, thì thực sự là chiếc này của chúng ta thì vẫn có những cái điểm khác biệt. Chiếc này của mình thì nó sẽ có size là khoảng 40mm, và với size 40mm thì nó sẽ phù hợp với hầu hết tay anh em, nhất là anh em nào mà có tay khoảng tầm 16cm trở lên là có thể đeo được chiếc này thoải mái rồi. Đây, hiện tại mình đang bấm chronograph để cho nó chạy và mình sẽ reset nó về đó. Các bạn có thể thấy là với cái tính năng bấm giờ thể thao thì đây là một trong những cái tính năng mà khó là có sản phẩm mà giá nó rẻ một chút, và đa phần là những cái sản phẩm nó đều tầm khoảng tầm 30 triệu, hơn 30 triệu trở lên, nhất là với những thương hiệu như là Maurice Lacroix. Còn chiếc này của mình có mức giá rất tốt, nó chỉ khoảng hơn 20 triệu một chút thôi, khoảng 22 triệu. Chúng ta đã có một chiếc Maurice Lacroix Les Classic Chronograph mới rồi. Chúng ta sẽ có bộ kim cọc được làm bằng thép không gỉ và sau đó được mạ vàng hồng, và các bạn sẽ thấy là cái mặt dial của chúng ta được bố trí rất là đẹp với hai lòng. Lòng trong của chúng ta thì sẽ là nơi chứa, như các bạn thấy ở đây, có những cái đường vân trải tia sunburst, và là nơi chứa logo Maurice Lacroix cũng như là cái dòng chữ chronograph automatic. Bốn cái sub dial nhỏ bao gồm cả lịch ngày đều là ở nơi giữa sự chia cắt giữa hai cái lòng của chúng ta. Lòng ngoài của chúng ta thì là những cái đường tròn đồng tâm được làm rất là đẹp. Còn ba cái sub dial này của chúng ta thì tại vị trí 6 giờ và 12 giờ là sub dial chronograph. Còn tại vị trí 9 giờ của chúng ta sẽ là kim dây đang chạy, và tại vị trí 3 giờ các bạn sẽ có ở đây đó là lịch ngày. Cọc số tại vị trí 369 được làm ngắn hơn để phục vụ diện tích cho cái những cái sub dial này và kể cả lịch ngày. Và cọc số góc 12 giờ thì được làm ngắn và lại có các cọc số đôi, cho nên các bạn sẽ thấy ngay. Còn 8 vị trí còn lại của chúng ta là cọc số sẽ là bình thường. Chúng ta sẽ có một cái vòng ở phía ngoài, vòng outer rim, để là nơi mà như các bạn thấy ở đây nó chia đầy đủ ra 60 phút và phần trăm phút của chúng ta đó. Phía bên phải thì mình sẽ có đó là một cái núm Maurice Lacroix và hai cái núm chronograph như mình đã sử dụng lúc nãy cho các bạn. Còn phần bên thân trái của chúng ta thì không có gì cả. Tất cả phần thân ở phía dưới này của chúng ta thì đều được làm và sau đó là được hoàn thiện là phay xước. Còn cái phần bezel của chúng ta ở phía trên thì được làm bóng, giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta bóng bẩy hơn. Những cái phần ở bên cạnh bên làm phay xước thì nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà đặt đồng hồ thì nó sẽ không có bị xước cái phần bên này. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy đó là bộ máy rất là nổi tiếng. Bộ máy như các bạn thấy ở đây đó là máy ML112. Với máy ML112 này thì chúng ta sẽ có đó là base trên dòng Van Zang 775. Và máy này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có 25 chân kính, 28.800 tần số động, và chúng ta sẽ có khoảng 42 giờ tích cóp, rất là đầy đủ những cái thông tin đó. Và bộ máy này thì được làm hoàn thiện rất là tốt, củ văng thì được đánh những cái vân Geneva Stride này, các bạn có thể thấy khi mà mình nghiêng nó ánh ở cái củ văng này đó. Và ở phần thân trong của chúng ta, những cái bridge che bộ, những cái bộ che chắn ở phía trong thì cũng được đánh vân như vậy đó. Ở mặt sau thì các bạn sẽ thấy tên mã dòng là Les Classic này, kính sapphire mặt trước này, thân thép không gỉ Swiss Made, cùng với đó độ chống nước 3 ATM, và mã dòng của sản phẩm là LC6158 đó. Serial number của chiếc này cũng khá đẹp, 17968 đó, nhất thần tài lớn rồi lại còn lộc phát, rất là tuyệt vời. Đi kèm với chiếc này thì các bạn sẽ có một sợi dây da, và đây là một sợi dây da dập vân cá sấu màu nâu với chỉ nâu, và các bạn sẽ có một cái khóa gập dấu dây đi kèm. Khóa gập của chiếc này được làm mô tả theo hình móng ngựa rất là đẹp, và các bạn sẽ sử dụng khi mà chúng ta gập vào thì nó sẽ tạo thành hình một hình nha đó. Mã đầy đủ của sản phẩm thì các bạn có thể xem ở trên cái tag này, và khi các bạn rút ra thì chúng ta sẽ có ở đây mã đầy đủ của sản phẩm là LC6158 SS001130-1, nó là mã đầy đủ của sản phẩm.
Và với sản phẩm này thì các bạn sẽ phải chi một cái mức giá hãng cũng khá là cao. Với giá của ICS khoảng 22 triệu thì giá hãng của chiếc này cũng rất là cao, nó khoảng tầm hơn 2.000 đô. Thì tức là các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 54-55 triệu đồng để sở hữu chiếc này nếu như các bạn mua chính hãng. ICS đang sẵn sản phẩm này, nếu như anh em có nhu cầu thì anh em có thể qua ICS lên tay và cũng như là có thể mua từ xa theo thông tin bên dưới của ICS. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.